Đôi chân Giáng sinh. Mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người là mầu nhiệm Thiên Chúa từ trời đi xuống thế giới loài người. Mầu nhiệm ngôi lời đi vào nhà con người, đi đến vùng đất con người sống, đi với con người trên đường đời và trong cuộc sống với tất cả chiều kích, khía cạnh của cuộc đời ấy. Trên hành trình nhập thể ấy, đôi chân của Thiên Chúa làm người đã dông duỗi từ buổi đầu thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, khi cùng mẹ đến thăm bà Elizabeth, cho đến bước chân cuối cùng trên đồi Golgotha, nơi Ngài chịu đóng đinh và treo lên khỏi đất. Thật vậy, nếu đức tin của Abraham, Môsê và các tổ phụ Israel cũng như ơn gọi của các tông đồ môn đệ Đức Giêsu trong Tân Ước đều bắt đầu và kết thúc bằng đôi chân lên đường ra đi, bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi, bỏ đàn chiên đi gặp con cái Israel, đến với Pharaoh để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập, bỏ thuyền trại, bỏ cả cha để đi theo. Vì tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Thì mầu nhiệm nhập thể chính là những bước chân Thiên Chúa đến với con người và hạnh phúc của con người khi đôi chân lên đường tìm gặp Thiên Chúa. Vì thế, không có đôi chân lên đường, đức tin không thể được gieo trồng và lớn lên. Không có bàn chân ra khỏi cái tôi, đức ái không thể nảy mầm, sinh hoa kết quả. Không có bước chân liều lĩnh đi về phía trước để đến với người khác, niềm hy vọng không thể lóe sáng xuất hiện. Chúng ta hãy chiêm ngắm đôi chân Giáng sinh của Đức Mẹ và Thánh Giuse trên đường từ Nazareth về nguyên quán Bethlehem, miền Giu-đê để khai căn cước theo lệnh kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ của Hoàng đế Augusto. Và ở Bethlehem những ngày đông người ấy, hai đấng đã không tìm được chỗ trong nhà trọ, mà Đức Mẹ đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Cũng những bước chân tin yêu, phó thác, không lâu sau, đã cùng hài nhi Giê-xu trốn sang Ai Cập ngay trong đêm, khi sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho Thánh Giuse, vì vua Herodê đang ráo riết truy lùng tìm giết con trẻ. Bên cạnh những bước chân của thánh gia là những đôi chân hân hoan tìm đến chuồng lừa Bethlehem ngay trong đêm Giáng sinh của các mục đồng. Họ đã đến và đã gặp hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, đúng như tin vui các thiên thần đã loan báo cho họ. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Đặc biệt là những bàn chân của các đạo sĩ đã vất vả đến từ phương Đông khi dõi theo ánh sao lạ, và các vị đã mừng rỡ vô cùng gặp được hài nhi và sắp mình thờ lạy người. Quả thực, toàn cảnh Giáng sinh là những bàn chân vất vả đi tìm Thiên Chúa, những đôi chân phấn khởi gặp gỡ ngôi lời, những bước chân hối hả trốn chạy thần dữ. Bầu khí ấy còn rộn ràng với những bước chân của người yêu mến sự thật, tưng bừng với những nhịp chân reo vui ngày Thiên Chúa đến cư ngụ giữa dân người. Những đôi chân khấp khởi hạnh phúc của đoàn lũ những người sẵn sàng bỏ mọi sự lên đường đi theo Đức Giêsu ngôi lời nhập thể. Họ là những người không ngại lên đường theo tiếng gọi, không lười biếng nằm lì một chỗ, khép kín, co cụm trong pháo đài ích kỷ. Nhưng như các nhà đạo sĩ, họ đã liều lĩnh lên đường, mạo hiểm ra đi, vì tin vào ánh sao lạ dẫn đường,
tin vào sự can thiệp của trời cao. Họ khác với các thượng tế và kinh sư. Tuy biết rõ những gì các ngôn sứ đã tiên báo về vị lãnh tụ chăn dắt Israel sẽ ra đời ở Bethlehem, miền đất Juda, nhưng đã không lên đường, không cất bước, không đi tìm, không đến gặp đấng mà toàn dân mong đợi. Cũng như vua Herode, họ không đi, không bước đi, vì không muốn hay không thể ra khỏi ngai tòa, rời xa dinh thự, tạm biệt vì thế, giả từ quyền lực, vũ bỏ cái tôi họ đang nắm giữ làm chủ. Trái lại, từ chỗ ngồi của quyền lực, từ sức mạnh của bạo lực, họ đã như Herode ra lệnh giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, gây đau thương, khốn khó cho nhiều người. Quả thực, nếu Herode đã khiêm tốn lên đường cùng đi Bethlehem với các đạo sĩ, thì chắc chắn họ đã nhận ra đấng cứu thế là Thiên Chúa nhân hậu từ bi hay chạnh lòng. Khi thấy hài nhi bé bỏng, dễ thương, không chút đe dọa nằm trong máng cỏ khó nghèo, và thảm cảnh các trẻ thơ dưới 2 tuổi ở Bethlehem và vùng phụ cận bị giết oan uổng bởi ông đã không xảy ra, để không ai phải đứt ruột nát lòng khi nghe ở Rama tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà ra khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Nếu các thượng tế và kinh sư đã mạnh dạn cùng 3 đạo sĩ lên đường đến Bethlehem, thì não trạng kiêu căng cục bộ cửa quyền và thái độ hống hách coi thường người khác, cứng lòng ngoan cố trước lời các ngôn sứ về đấng cứu thế của giai cấp lãnh đạo trong đạo Do Thái đã không đưa cả đạo đời đến bế tắc đường cùng, đánh dấu bằng biến cố đền thờ Jerusalem bị quân đội Roma tàn phá và dân chúng bị tản mát lưu đày. Vâng, Giáng sinh về với những bước đi rộn ràng niềm vui đến với các dân tộc của các nhà truyền giáo để loan báo tin mừng. Thiên Chúa yêu thương loài người và ban bình an cho người thiện tâm. Giáng sinh đến với hạnh phúc chan hòa trong từng nhịp bước của người được sai đi để kể cho mọi người. Thiên Chúa cứu độ đang ở giữa chúng ta. Giáng sinh trở lại với niềm hy vọng ở đôi chân không mệt mỏi đồng hành với người tật nguyền, bệnh hoạn, yếu đuối và báo tin vui cho họ. Thiên Chúa đã đoái thương dân người và cứu chữa dân người như lời ngôn sứ Isaiah. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Giáng sinh tỏa sáng soi dẫn từng bước chân người thiện tâm trên đường đi tìm Thiên Chúa nơi những người bé nhỏ bị quên lãng, bỏ rơi, những người nghèo hèn không tiếng nói, những người thấp cổ bé miệng bị hàm oan, vu khống, kết án oan sai, đầy đọa, hiếp đáp, và báo cho họ tin mừng của Thiên Chúa làm người. Người nghèo được nghe tin mừng, kẻ bị giam cầm biết mình được tha, người mù biết mình được sáng mắt, kẻ bị áp bức biết mình được trả tự do, và mọi người được hưởng năm hồng ân của Thiên Chúa. Giáng sinh năm nay lại một lần nữa mời gọi chúng ta rời nhà ra đi theo tiếng gọi, từ bỏ pháo đài cái tôi ích kỷ để lên đường tìm gặp Thiên Chúa trong người khác, bỏ lại sau lưng tất cả để xuống thuyền ra sâu, ra xa với Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, đấng đã bỏ trời cao, bỏ thiên nhan, bỏ vị thế Thiên Chúa, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Chỉ vì yêu thương, muốn ở cùng, đồng hành với con người để chia sẻ đến cùng và tận cùng của mọi sự con người, ngoại trừ tội lỗi, để con người được cứu độ, lên đường với Đức Giêsu, xuống thuyền với Đức Giêsu, chúng ta cùng Đức Giêsu đến với mọi người và đưa mọi người đến với Đức Giêsu, để ơn bình an của Thiên Chúa làm người tràn đầy trên mọi người
chẳng trừ ai. Xin Chúa hài đồng cho chúng ta đôi chân biết lên đường mà không sợ đường xa nguy hiểm, xuống thuyền mà không sợ biển sâu sóng dữ, đi ra khỏi nhà mình mà không sợ mất cái tôi, ích kỷ hưởng thụ, để tin vui Giáng sinh, tin mừng nhập thể được loan báo cho muôn dân, đem lại ơn cứu rỗi cho chúng ta và mọi người. Sáng cười con một lời, sáng cười con một lời, sáng cười con một lời, sáng cười.
bình thường, loan báo tin mừng. Cùng mẹ xa thời, cùng mẹ xa.